Chàng trai trẻ tập trung xây dựng biệt thự bằng các tấm pin mặt trời từ đầu và cho thấy toàn bộ quá trình trong video đầy cảm hứng. Một thanh niên người Nigeria đã được chúc mừng trên mạng sau khi hoàn thành dự án xây dựng tòa nhà tuyệt đẹp của mình và lắp đặt các tấm pin mặt trời trên đó. Video anh ấy chia sẻ trên TikTok cho thấy nền tảng của cấu trúc được đặt như thế nào trước khi mọi thứ khác được đặt vào vị trí. Những bạn trẻ cùng ăn mừng với anh cho biết họ cũng sẽ sớm vượt qua và đạt được điều tương tự. Một thanh niên người Nigeria đã làm một video cho thấy Chúa đã giúp anh ta xây dựng dinh thự của mình như thế nào và hoàn thành nó như thế nào. Cấu trúc khiến nhiều người kinh ngạc. Mở đầu video, người đàn ông cho thấy khoảnh khắc những người thợ này đào và khởi công phần móng của ngôi nhà. Mọi quá trình xây dựng ngôi nhà đều được ghi lại. Khi tòa nhà chính hoàn thành, anh lắp đặt các tấm pin mặt trời trên mái nhà. Tất cả các hợp chất được lồng vào nhau, cho thấy rằng anh ta phải chi rất nhiều cho dự án. Khi ngôi nhà được hoàn thành, nó trông sang trọng. Xem video dưới đây.